Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần chuyên phân tích những vấn đề chánh liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Và cái đề tài hôm nay thưa quý vị là đề phòng cộng sản tấn công khủng bố như Hamas, Mỹ, Nhật, Hàn, Ấn, Âu tăng cường phòng chống cộng sản thưa quý vị cái đề hơi dài nhưng mà phải nói đầy đủ như vậy thì khi phân tích dễ dàng theo dõi tin tức chúng tôi ghi nhận được Mỹ Nhật Hàn tăng cường hợp tác toàn diện đối phó với cộng sản Bắc Triều Tiên và Trung Cộng ở tại Bắc Á Châu Thái Bình Dương thì thưa quý vị Mỹ Nhật Hàn là ba nước ba nước Mỹ là hệ nhất siêu cường thế giới, nhất có thể nói là hàng về kinh tế là hạng 3, hàng là hạng 5 kết hợp với nhau thưa quý vị để mà phòng chống à, Trung Cộng và đệ tử của Trung Cộng là Cộng sản Bắc Hàn. Cuộc họp quan quan trọng này do Mỹ tổ chức chính ông Tổng thống Biden tổ chức tại trại David, khu nghỉ mát của các vị tổng thống gần Washington DC hôm 18 tháng 8 2024. Mục đích của cuộc họp lần này là đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác ba bên đưa một thông điệp mạnh nhằm tới Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, Bắc Kinh tức là Trung Cộng và Bình Nhưỡng tức là thủ đô của Cộng sản Bắc Hàn. Và từ sau cuộc tấn công bất ngờ, đó là giai đoạn 1, lúc đó chưa có cuộc tấn công của, của Hamas đối với Do Thái. Bây giờ thì trong cái cuộc tấn công, sau tụ cuộc tấn công bất ngờ theo kiểu khủng bố của phong trào Hamas vào Do, do Thái hay là Israel, Hải quân Nhật và Hàn Quốc tập trận trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 ở biển qua Đông. Biển qua Đông thưa quý vị là cái biển mà gần Nhật đó thưa. Họ tập trận thưa quý vị trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10. Thưa 2 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ xuất hiện ở vùng đó bởi vì cái vùng này là vùng rất là lợi hại vì cần một cái nước, một cái chế độ cộng sản Bắc Hàn gần như là họ là cuồng tính nha mở miệng ra thì cứ nói bỏ bom nguyên tử hay là chống bơ quả tiễn đồ này kia bắn vào Nhật bắn vào Hàn Quốc và và họ còn nói là sẽ bắn vào Mỹ nhưng mà chưa thấy bắn Mỹ chỗ nào. Họ nói là quả tiến Cộng sản Bắc Hàn, họ nói một cách kêu bằng hùng dũng là quả tiến của Bắc Hàn có thể bắn tới nước Mỹ. Nhưng mà gần đây họ bắn thử một cái thưa với quý vị rớt ra ngoài biển chứ không có tới đâu hết bởi vì nó trục trặc như tác xạ như vậy sao đó. thành ra Hoa Kỳ thưa với quý vị phòng chống và phải sẵn sàng để mà đấu hay là chiến chiến đấu ba mặt trận một lượt nên chúng ta thấy khi ở bên à, Hamas và do Thái đánh với nhau thì Hoa Kỳ cũng cũng sẵn sàng ở tại miền Á Châu Thái Bình Dương Và sẵn sàng luôn Ở tại cái chiến địa Là do, giúp cho Do Thái Hoa Kỳ đều một hàng không mẫu hạm tới đó Vừa thưa quý vị Và một chiếc máy bay chở Đầy đủ phương tiện Lợi hại Quá tiễn đồ này kia Thưa Chiếc đầu tiên Thì cũng đáp xuống Do Thái rồi Điều, Đều đó Chứng tỏ là hoa kỳ rất là sẵn sàng, rất là sẵn sàng Và giúp đỡ cho những cái đồng minh à, 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 của mình. Theo phó Độ đốc Kim jun su chỉ huy hạm đội Hàn Quốc được à, được hãng tin Yonhap trích dẫn chuyến thăm thể hiện rõ cam kết của hoa kỳ hiện diện à, thường xuyên những hai cái chiếc hai, hai chiếc hàng không mẫu hạm này chứng tỏ là Hoa Kỳ sẵn sàng sẵn sàng để chiến đấu và chiến đấu thưa quý vị nhiều nơi chứ không phải một nơi. Thí dụ bây giờ Hoa Kỳ thấy rõ rằng Hoa Kỳ không có đưa quân đánh rõ nhưng mà đưa vũ khí đạn dược rất là đầy đủ. thứ nhất là Ukraine để cho Ukraine chống lại trung cộng là hậu cộng sản. thứ hai nữa thứ hai nữa thì bây giờ đừng giúp cho do thái chống lại cái đám hamas ha, 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 mà hoa kỳ gọi là cái đám khủng bố hồi giáo và tại á châu thái bình dương thì trên cái con đường có thể nói hằng hải quyết mạch sanh tử đối với nền kinh tế của hoa kỳ và hoa kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nói hoa kỳ là một nước ở Á Châu Thái Bình Dương là tại vì cái đó không phải sai đâu về địa lý địa hình đó thưa quý vị rõ ràng là Hoa Kỳ nằm trên một cái bờ biển của Á Châu Thái Bình Dương và thứ hai nữa thì chúng ta thấy Hoa Kỳ có một cái tiểu bang tiểu bang là Hawaii nằm ở ở trên cái uh, gần trên hai phần ba vùng biển đó thì nói hoa kỳ à, không phải là một nước à, của thái bình dương thì không đúng cái đó sự thật rõ rệt rõ rệt hoa kỳ là một nước thái bình dương nên hoa kỳ không bao giờ lơ là không bao giờ không bao giờ dầu tổng thống cộng hòa hay dân chủ dầu thưa quý vị ông tổng thống đó là người à, đen hay là người trắng không bao giờ dám lơ là đối với Á Châu Thái Bình Dương tại sao dễ hiểu lắm hiện giờ Hoa Kỳ có vào khoảng cỡ 100.000 quân đóng ở tại Hàn Quốc từ chiến tranh Triều Tiên tới bây giờ cũng vẫn còn đóng bây giờ nó bớt xuống nhưng thưa quý vị còn vào khoảng dưới 50.000 nhưng mà tại Okinawa là một cái đảo mà hồi hồi đệ nhị thế chiến Hoa Kỳ có thể nói là sanh tử mới chiếm lại được của Nhật nhưng mà vẫn chiếm được bởi vì đó là cái vùng núi có những cái hang động đồ này kia Nhật họ bởi vì đất nước của họ họ biết chỗ núp đồ này kia sẵn sàng chiến đấu bằng lũ đạn và dân dân nên Hoa Kỳ uh, trong cái đệ nhị, đệ nhị thế chiến tốn rất nhiều quân tốn rất nhiều thời gian trong khi chiếm Okinawa. Bây giờ tại Nhật Hoa Kỳ hiện có vào khoảng cỡ 60.000 quân mà đương đóng Okinawa. Bây giờ Okinawa là cái, là một cái vùng đất của của bạn của Hoa Kỳ. Rồi. Hoa Kỳ với Mỹ bây giờ là đồng minh chí cốt thân thế thiện, thiện với nhau mà. Thành ra cái gần mấy chục ngàn quân đó thưa với quý vị là để đối phó với trung cộng trong trường hợp mà trung cộng đánh đài loan thì hoa kỳ à, sẽ sử dụng số quân đó mà can thiệp liền đó là cái tình hình mà có thể nói là hoa kỳ đương ở cái thế phải sẵn sàng chiến đấu tại ba địa điểm một là ở âu châu ở vùng Ukraine như thứ hai là hiện mới bây giờ là ở ở vùng Do Thái mà Do Thái thưa với quý vị có lẽ là tại vì bị bất thần chứ hồi đó tới giờ có thể nói tình báo Do Thái hết sức giỏi hết sức giỏi nghĩa là phát chát ra nhiều việc nhiều cái tin mà đánh Hamas hay là đánh Palestine thưa quý vị chết không kịp chôn mà chứ không phải thường đâu nhưng mà kỳ này sao lạ lùng nha làm như hơi hơi lơ là là tại vì hòa bình lâu quá rồi nên lơ là nên bị đánh bị Hamas nó dùng cái chiến thuật đánh đánh tàn bạo nghĩa là vô từ nhà bắt rồi hãm hiếp rồi chôn rồi này kia đủ thứ hết thành ra ông thủ tướng của do thái ông nói ông sẽ trả thù đến mức mà kẻ thù không biết thù như thế nào đó là cái tình hình mà à, ba mặt trận mà hoa kỳ đương tham gia dù không có tha không có đưa quân đánh như ở việt nam nhưng mà thưa với quý vị nghĩa là cố vấn cũng như là súng à, đạn quá tiếng là Hoa Kỳ giúp rất là đầy đủ như ở Ukraine bây giờ là ở Do Thái. Xin quý vị đừng rời máy sau giây phút thông tin thương mại. Chúng tôi xin phép tiếp tục phân tích tiếp.